Không nghĩ là màu xanh rêu mà nó lại lên được màu này nhá. Đấy, màu xanh rêu mã 030 kết hợp với màu trắng và màu nhũ vàng để làm hoa văn. Với bộ lục bầu 50 này, cơ sở đã sơn lên nền bằng màu xanh rêu nhạt, mã là 030. Thì bây giờ sẽ sử dụng thử màu trắng, lên để làm giả đá với cái màu nền xanh rêu nhạt để xem nó có ổn không. Và dự định là khung tranh này sẽ đi vào sơn đánh giả đồng nhá, đánh giả đồng. Anh em xem cuối video xem nào, cái màu này khi mà lên nó sẽ có hợp không nhá. Màu xanh rêu nhạt mã 030 sau khi kết hợp với màu trắng và màu nhũ vàng thì ta được một thành phẩm hoàn thiện như này. Đó, anh em là cần khuôn chậu lục 50 dáng bầu này hoặc là cần sơn thì ngay bây giờ có thể kết nối với cơ sở khuôn chậu Tiên Yên.